Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 30 tháng 10 năm 2023. Hôm nay Minh Hải như đã hẹn với các bạn từ cuối tuần trước. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện liên quan đến thượng tầng của công an Hà Nội. Và đó là huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã có mặt tại Hà Nội. Và chiều ngày hôm nay huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo của đội công an Hà Nội. Và sau đó có thể ra sân và cầm quân ngay trong buổi tập chiều ngày hôm nay với đội công an Hà Nội. Và cuối tuần này thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận đấu với đội Hà Nội FC. Đây là một trận đấu rất quan trọng. Và sau hai trận đấu đầu tiên, câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu không được tốt. Đó là trận tranh siêu cúp và trận với Quy Nhơn Bình Định. Thì ở trận đấu vừa rồi họ đã có một chiến thắng 3 sao trước Hoàng Gia Lai. Một Hoàng Gia Lai đang bị suy yếu. Và đến bây giờ đúng là lúc mà lãnh đạo của đội Công an Hà Nội đã thể hiện sự quyết đoán của mình để mời huấn luyện viên Gong Oh Kyun sang Việt Nam. Và sau đúng một tuần đàm phán thì ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã có mặt tại Hà Nội. Chiều ngày hôm nay thì huấn luyện viên Gong Oh Kyun và người đại diện của mình sẽ làm việc với lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và chiều ngày hôm nay ngay lập tức ông ấy sẽ, thậm chí là sẽ có buổi làm việc ngay với cầu thủ. Hiện nay thì do tình hình quá gấp cho nên là Công an Hà Nội cũng đang tìm người làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Gong Oh Kyun. Và có lẽ là bây giờ thì các bạn có thể hiểu được ai là người đang có lợi thế cao nhất. Người có lợi thế lớn nhất đấy chính là Vũ Anh Thắng. Các bạn biết rồi, Vũ Anh Thắng là một trợ lý cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo, là một người rất giỏi tiếng Hàn. Và quan trọng, rất quan trọng thưa quý vị và các bạn, đó là Vũ Anh Thắng rất hiểu về bóng đá và cũng hiểu cái cách dịch về bóng đá. Cho nên là mọi thứ rất ổn luôn. Xin thưa với quý vị và các bạn là ngày hôm nay như mình đã từng chia sẻ với mọi người là hôm nay sẽ có một quyết định rất quan trọng liên quan đến thượng tầng của Công an Hà Nội. Thực ra thì lẽ ra mình đã làm từ cuối tuần trước, nhưng mà cũng lo lắng rằng là ở giây phút cuối không biết nó thế nào. Ngay khi mà mình biết được là huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã đặt vé thì mình biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến thuận lợi đây. Và cũng xin thưa với các bạn là đôi bên cũng đã có một cái cuộc thương thảo với nhau. Cuộc thương thảo này nó diễn ra một cách khá là êm xuôi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sau hai trận đấu đầu tiên thấy không ổn lắm thì lãnh đạo câu lạc bộ đã ngay lập tức phải đi tìm người thay thế. Một loạt những cái tên được đưa ra, bao gồm cả huấn luyện viên nội lẫn huấn luyện viên ngoại. Trong đó thì huấn luyện viên nội có anh Nguyễn Văn Sĩ, có anh Nguyễn Đức Thắng và có cả anh Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên thì lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn có huấn luyện viên ngoại, cho nên là ông huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã là người đưa vào tầm ngắm. Nhiều người hỏi mình là Minh Hải đã từng nói là huấn luyện viên Mano Polking đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội rồi cơ mà. Thì thông tin này là thông tin hoàn toàn chính xác, không có bất cứ một cái gì mà các bạn phải nghi ngờ cả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là huấn luyện viên Mano Polking vẫn còn đang có hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Mà hiện nay thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan chưa có dấu hiệu là sẽ nhả trước tháng 11. Và quan trọng ở đây thì xin thưa với các bạn luôn là nếu như trong trường hợp mà Liên đoàn bóng đá Thái họ mong muốn giữ chân huấn luyện viên Mano Polking, tức là không cho ông ấy phá hợp đồng. Nếu phá hợp đồng thì bị phạt rất nhiều tiền. Cho nên là nhiều khả năng là huấn luyện viên Mano Polking sẽ phải làm hết hợp đồng cho đến đầu năm 2024. Mà đến đầu năm 2024 ông Polking mới sang thì lúc đấy không còn kịp nữa. Và lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đưa ra một quyết định rất quan trọng, đó là kết nối với huấn luyện viên Gong Oh Kyun. Trước đó thì người ta cũng đã cân nhắc thêm một lần nữa về việc có nên mời huấn luyện viên Park Hang-seo hay không, nhưng sau đó thì quyết định được đưa ra là cần một lối chơi tấn công, cần làm mới đội hình của mình. Cho nên là huấn luyện viên Gong Oh Kyun là người được lựa chọn. Lúc liên hệ với huấn luyện viên Gong Oh Kyun thì cũng xin thưa với các bạn là làm việc qua một đại diện của Việt Nam, sau đó là báo cáo sang với công ty mà quản lý huấn luyện viên Gong Oh Kyun. Lúc đấy thì người đại diện của huấn luyện viên Gong Oh Kyun lại đang ở Tây Ban Nha, và huấn luyện viên Gong Oh Kyun thì lại lúc đấy lại không phải ở Hàn Quốc mà ông đang ở Mỹ. Và ngay lập tức huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã được kết nối với lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đưa ra rất nhiều yếu tố liên quan đến cái đánh giá của ông ấy về Công an Hà Nội, đánh giá của ông ấy về cái V-League của chúng ta, và quan trọng nhất là ý tưởng làm thế nào đấy để sớm nhất đưa Công an Hà Nội trở lại cuộc đua. Thứ ba là rất quan trọng, đó là vấn đề liên quan đến tiền lương. Mọi người cũng hỏi mình khá nhiều liên quan đến câu chuyện tiền lương có đúng hay không, thì mình đã trả lời các bạn trong một chương trình rồi, mình sẽ không nói nữa. Và hôm đó thì mình cũng bật mí với các bạn là khoản tiền lương của huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ được đẩy xuống dưới mức là 20.000. thậm chí là nó còn có thể có ở mức 15.000 thôi. Vì là huấn luyện viên Kobokun rất yêu Việt Nam, rất muốn trở lại làm việc ở Việt Nam, cho nên là đôi bên sẽ phải cùng cố gắng làm sao đấy để tạo ra cái điều kiện thuận lợi nhất để họ có thể đến được với nhau. Thì lúc vừa rồi mình vừa post cái thông tin này trên các hệ sinh thái của mình, thì mình có nhận được một cái câu hỏi của một cái câu gọi là hơi chán nản của một bạn, là chính anh cũng đã từng nói là huấn luyện viên Mano Polking đã ký hợp đồng với Công an Hà Nội. Rồi bây giờ thậm chí anh còn lên cả truyền hình anh nói về cái thông tin đó nữa. Nhưng bây giờ anh lại nói như này thì có nghĩa là anh nói sai đúng không? Xin thưa các bạn là không sai. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã ký hợp đồng sơ bộ với huấn luyện viên Mano Polking, và đương nhiên ông vẫn là một của để dành. Nếu như huấn luyện viên Kobokun mà làm việc tốt thì người ta sẽ tính toán đến cái bản hợp đồng của huấn luyện viên Mano Polking. Còn nếu không thì sau khi huấn luyện viên Kobokun giải quyết được trong mùa giải năm nay thì có thể là huấn luyện viên Kobokun sẽ đến. Hiện nay thì điều khoản của bản hợp đồng chúng ta chưa biết, nó phụ thuộc vào buổi chiều ngày hôm nay. Đôi bên sẽ tính toán ra làm sao. Nhưng ngày hôm nay huấn luyện viên Kobokun sẽ phải giải quyết hai vấn đề. Một là trình bày cái ý tưởng. Đầu tiên là cái đánh giá của ông ấy về câu lạc bộ Công an Hà Nội và về cái cuộc đua tranh chức vô địch ở V-League. Tức là ông ấy vừa phải am tường về Công an Hà Nội và vừa phải am tường vào cuộc đua tranh chức vô địch. Đấy. Và thứ hai rất là quan trọng đó là chiến lược phát triển của Công an Hà Nội trong mùa giải năm nay. Họ cần bao nhiêu thời gian thì có thể trở lại được. Họ cần bao nhiêu thời gian để đưa các cầu thủ trở lại với phong độ đỉnh cao. Họ cần bao nhiêu thời gian để giải quyết những vấn đề liên quan đến những thương binh. Đó là trường hợp của Phan Văn Đức, đó là trường hợp của Nguyễn Quang Hải, đó là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Đây là một cái câu chuyện mà mình cũng đã từng nói với các bạn rồi. Thị trường chuyển nhượng nó là như vậy. Huấn luyện viên Mano Polking đã ký hợp đồng sơ bộ với câu lạc bộ Công an Hà Nội và cũng đã thống nhất tất cả những cái điều khoản cá nhân cũng như là các trợ lý. Huấn luyện viên Mano Polking sang Việt Nam sẽ mang theo hai trợ lý, một là chuyên gia phân tích hình ảnh và hai là huấn luyện viên thủ môn. Cái này thì chốt rồi, không còn gì phải bàn nữa. Cái thứ hai ở đây là khi mà huấn luyện viên Mano Polking không sang được, câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể để trống cái vị trí này được. Cho nên là lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phải vá ngay cái đội ngũ này vào. Cho nên cũng xin được thưa với các bạn là Công an Hà Nội họ đã làm việc rất nhanh. Mình khẳng định luôn với các bạn là lãnh đạo của Công an Hà Nội đã rất quyết đoán, làm việc rất nhanh và rất có phương pháp. Trong một khoảng thời gian cực ngắn họ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và ngay sau khi nhận được cái lời mời, gọi là lời mời đàm phán của câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì toàn bộ ekip của huấn luyện viên Kobokun bao gồm cả công ty đại diện ở Hàn Quốc và cả cái đối tác ở Việt Nam đều đã nghiên cứu về Công an Hà Nội, nghiên cứu về cuộc đua vô địch và cũng sẽ có sự tư vấn cho huấn luyện viên Kobokun. Chiều ngày hôm nay họ sẽ làm việc với nhau và rất có thể là trong buổi tập chiều ngày hôm nay huấn luyện viên Kobokun sẽ xuất hiện tại Công an Hà Nội. Tất cả những cái thông tin mới nhất mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Và hiện nay thì bởi vì huấn luyện viên Kobokun sang cũng muộn quá, đến tối ngày hôm qua thì mới sang đến Việt Nam. Cho nên là đến bây giờ cũng rất là khó để có thể lấy được một trợ lý ngôn ngữ. Và Vũ Anh Thắng hiện nay đang là người mà được liên hệ để có thể mời về. Vũ Anh Thắng có thể sẽ mời về, có thể hỗ trợ huấn luyện viên Kobokun trong ngắn hạn nếu như bạn ấy không thu xếp được thời gian, còn nếu không thì sẽ có thể là trong dài hạn. Thực ra thì Vũ Anh Thắng đã đồng ý về mặt gọi là đường hướng, nhưng còn tất cả những cái về mặt chi tiết thì đến bây giờ chúng ta chưa có. Tối ngày hôm nay thì hoặc chiều ngày hôm nay, mình khi có thông tin sớm nhất mình sẽ chia sẻ với các bạn. Vậy một câu hỏi mọi người đặt ra là huấn luyện viên Kobokun có đặc điểm gì mà huấn luyện viên Kobokun lại được rất nhiều những đội bóng Việt Nam yêu mến và lại là sự lựa chọn của cả hai đội, tức là ứng cử viên của cả hai đội từ Công an Hà Nội cho đến câu lạc bộ Hà Nội FC. Và bây giờ Hà Nội FC là đội đang bị thất thế bởi vì huấn luyện viên Kobokun đã làm việc với Công an Hà Nội rồi. Trước mùa giải năm nay, xin thưa với các bạn là theo nguồn thông tin của mình từ Công an Hà Nội, là trước mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Kobokun cũng đã đánh tiếng với Công an Hà Nội rồi. Chứ là cái việc mà họ kết nối với nhau nó không phải là một vấn đề. Đó. Xin thưa với các bạn là như vậy. Đấy là một cái thông tin rất mới, rất nóng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Thời gian vừa rồi có rất nhiều những câu hỏi của mình. Không biết là mọi người có thông tin như thế nào. Nhưng mọi người hỏi mình về trường hợp là có phải là anh Trần Tiến Đại nghỉ ở câu lạc bộ Công an Hà Nội hay không. Thì theo xác minh của mình, hiện nay anh Trần Tiến Đại vẫn là một vị trí rất quan trọng của Công an Hà Nội. Và khi huấn luyện viên Kobokun sang, ông huấn luyện viên Kobokun sẽ đảm trách về vấn đề liên quan đến chuyên môn. Còn ông Trần Tiến Đại sẽ về làm giám đốc kỹ thuật. Anh Phạm Văn Lệ thì cũng không còn là giám đốc điều hành của câu lạc bộ nữa, mà thay vào đó là anh Thái. Anh Thái ngày xưa đã từng làm ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đã từng làm tránh văn phòng của VPF. Cho nên là mình nghĩ là đây là một ekip mà có lẽ là nếu mà mỗi người phát huy đúng cái khả năng của mình thì mình nghĩ là mọi thứ rất là tốt. Đây là một cái thông tin rất là tích cực, và đây cũng là một cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn là tại sao mà các bạn cứ hỏi là có phải là Bầu Đức yêu cầu sa thải huấn luyện viên Chu Sie để đưa ông Gong Oh Kyun lên không, thì mình có trả lời các bạn là chắc chắn là không phải. Bởi vì cái câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Gong Oh Kyun này thì mình theo rất là sát. Và thực sự là mình cũng không tiện nói về cái vai trò của mình trong cái vụ này, nhưng mà mình cũng có một chút cái sự kết nối nhất định. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến huấn luyện viên Gong Oh Kyun và Công an Hà Nội. Còn cái chủ đề thứ hai mà mọi người hỏi ngày hôm qua mà mình có hứa là ngày hôm nay mình sẽ trả lời, đó là câu chuyện liên quan đến Filip Nguyễn. Filip Nguyễn thì chưa được nhập quốc tịch hoàn toàn, nhưng khả năng cao là bạn ấy sẽ có quốc tịch trong tuần này. Và theo thông tin mà mình vừa cập nhật vào lúc khoảng tầm 11 giờ trưa ngày hôm nay, khoảng tầm 10 rưỡi trưa ngày hôm nay, thì Filip Nguyễn đã hoàn thành tất cả các cái thủ tục cần thiết và khả năng cao là sẽ có quốc tịch vào thời điểm này. Và sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra là nếu như Filip Nguyễn có quốc tịch trước khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có cái danh sách, tức là huấn luyện viên Philippe Chu Sie công bố danh sách, thì bạn ấy sẽ được gọi lên ngay lập tức. Còn nếu trong trường hợp mà bạn ấy có quốc tịch sau khi đội tuyển quốc gia của chúng ta đã công bố cái danh sách rồi, thì Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ được triệu tập bổ sung. Hiện nay thì thực ra là từ tháng 8 thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã rất là quan tâm đến trường hợp của Filip Nguyễn nhập quốc tịch rồi. Và sau đó, xin thưa quý vị và các bạn, là đến tháng 9 thì chính huấn luyện viên Philippe Chu Sie cũng đã có cuộc họp với các trợ lý và thông báo rằng là trong tháng 10 thì Filip Nguyễn sẽ có quốc tịch. Còn đến bây giờ thì là ngày 30 tháng 10 rồi vẫn chưa có quốc tịch, và nhiều khả năng là trong tuần này, quý vị các bạn nhé. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được. Tất nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn có một câu hỏi là vậy Văn Lâm tốt hay Filip Nguyễn tốt? Nhưng với huấn luyện viên Philippe Chu Sie thì cả hai cầu thủ này đều tốt, và ông sẽ lựa chọn những cầu thủ phù hợp hơn. Và mình tin là Filip Nguyễn cùng với Đặng Văn Lâm sẽ là hai cầu thủ mà là cạnh tranh vị trí số 1. Họ sẽ là số 1 và số 2. Bạn Lâm Trần hỏi là Minh Hải có danh sách đội tuyển quốc gia chưa? Thực ra là mình vẫn đang chờ. Khả năng cao là huấn luyện viên Philippe Chu Sie sẽ công bố cái danh sách sớm thôi. Đó, bây giờ mình vẫn đang cập nhật tình hình. Khả năng cao là bên phía sau buổi chiều ngày hôm nay là câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ ký hợp đồng với ông huấn luyện viên Gong Oh Kyun. Hợp đồng của huấn luyện viên Gong Oh Kyun khả năng là nó sẽ kéo dài 1 năm các bạn ạ. Khả năng cao là sẽ kéo dài 1 năm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn còn câu hỏi gì không? Mọi người ngày hôm qua mọi người có hỏi mình thêm một cái câu chuyện nữa liên quan đến đội Hà Nội FC. Thì ngày hôm qua sau khi kết thúc trận đấu thì Bầu Hiển đã xuống để động viên toàn đội. Ngày hôm qua cũng là sinh nhật Bầu Hiển, khá là buồn, đội rất là buồn. Ngày hôm qua phải nói là một cái bầu không khí khá là nặng nề, nhưng mà Bầu Hiển thì là một người như vậy. Bầu Hiển là một người rất thích vượt qua khó khăn. Tức là tất nhiên là không ai muốn tự tạo khó khăn ra cho mình, nhưng mà cái bản lĩnh của người ta, cái đẳng cấp của một con người cũng như là cái chất lượng nó sẽ được thể hiện trong những giây phút khó khăn. Và đúng là có lẽ là kể từ năm 2009 đến bây giờ thì chưa bao giờ đội Hà Nội lại thua liên tiếp những trận đấu như thế này. Đến bây giờ thì các bạn biết là họ đã liên tiếp thua 4 trận rồi. Đó, và cái khó khăn nằm ở chỗ là trong 4 trận thua liên tiếp của đội Hà Nội FC, họ thủng lưới tổng cộng đến tận 17 bàn. Theo thống kê của mình thì câu lạc bộ Hà Nội kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2018 thì mới lại để thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu tại V-League. Đấy, và trận đấu đó là trận đấu diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2018. Sài Gòn FC đã đánh bại đội Hà Nội FC với tỷ số 5-2 trên sân Thống Nhất. Nhưng nếu mà nói là ở trên sân Hàng Đẫy thì kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2012 thì câu lạc bộ Hà Nội mới để thủng lưới 5 bàn trở lên ở trên sân chơi V-League, tại sân Hàng Đẫy. Và nó diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2012, Hà Nội thua với tỷ số 2-6 trước đội Sông Lam Nghệ An. Trong 4 trận thua liên tiếp thì các bạn biết là họ để thủng lưới trước Pohang Steelers 4 bàn, Urawa Reds 6 bàn và Vũ Hán Three Town 2 bàn, cộng thêm 5 bàn ở trận đấu với Hải Phòng ngày hôm qua. Tổng cộng 4 trận thua liên tiếp thủng lưới đến tận 17 bàn. Đây là một cái số liệu mà mình nghĩ là nó hoàn toàn rất là không tích cực cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Và ngày hôm qua thì tất cả mọi người đều nói là cái tình huống đá hỏng phạt đền của Văn Quyết nó đã làm chuyển hướng trận đấu. Anh Chu Đình Nghiêm cũng nói như vậy. Và Lê Đức Tuấn mới cầm quân được có 21 ngày, hôm nay là sang ngày thứ 22, rất là khó để có thể đặt một cái dấu ấn gì đấy nó rất là lớn lao, đặc biệt là các bạn cũng biết là cái vấn đề liên quan đến nhân sự, sự bố trí nhân sự của câu lạc bộ Hà Nội. Và các bạn mới thấy là mình đã từng nói với các bạn là câu lạc bộ Hà Nội họ bỏ đi 2 cái vị trí hậu vệ biên. Thời huấn luyện viên Badovic, một người mà được khá là nhiều người mô tả là không làm gì, nhưng mà thật sự là mình thấy ông ấy làm nhiều, và đặc biệt là ông phá cái đội hình này khá là kinh. Ông thì tuyệt đối hóa cho các vị trí tiền vệ và tiền đạo, còn ông bỏ các hậu vệ biên đi. Các bạn thấy là sau khi mà họ để Văn Kiên đi, Văn Vị đi, rồi Trần Văn Đạt đi, rất nhiều cầu thủ đi, thì đang làm mạnh cho đối thủ và đang làm mạnh cho chính đối thủ trực tiếp của họ chính là Nam Định. Rồi họ cũng để mất đi những cầu thủ giỏi. Trong đấy mình phải nói là Bùi Hoàng Việt Anh là một trường hợp có lẽ là chúng ta cần nhắc đến trong số những cầu thủ giỏi. Như vậy là cái lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội là nó bị mất cân đối về mặt chiến thuật. Bởi vì cái lối chơi trước đây của huấn luyện viên Badovic là 3-4-3, đá bỏ 2 biên. Các bạn nhìn thấy Phạm Tuấn Hải là đá một cánh, Zetkovic đá một cánh. Cho nên là chúng ta nhìn thấy là khả năng lên xuống của hai cầu thủ này, cho nên là nó hở sườn rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì Hải Phòng ghi bàn từ rất là sớm. Thật sự là mình nghĩ rằng là câu lạc bộ Hà Nội cần phải có một cái sự thay đổi. Và có lẽ là sự thay đổi nhiều hơn là về mặt chuyên môn. Cần có một người đứng ra để vá lại cái đội hình nó đang bị rò rỉ nghiêm trọng ở vị trí hai biên. Đó. Và mình cũng khẳng định luôn với các bạn là đấy cũng là một cái hình ảnh thu nhỏ của câu lạc bộ Hà Nội FC. Ghi được 3 bàn với cú hat-trick của Tagu, nhưng mà cuối cùng thì không giải quyết được vấn đề, đơn giản bởi họ để thủng lưới nhiều hơn số lượng bàn thắng họ ghi được. Mình tin là trong một khoảng thời gian rất là ngắn tới đây thôi thì câu lạc bộ Hà Nội FC chắc chắn là họ sẽ phải thay đổi rồi. Và vị trí mà mình nghĩ là cần phải thay đổi nó chính là vị trí huấn luyện viên trưởng. Trong mấy năm trở lại đây thì mình thấy cái vị trí huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC thật sự là nó đang có vấn đề nặng. Đấy. Từ huấn luyện viên Park Chung-kun đi này, rồi đến một huấn luyện viên người Hàn Quốc khác này, huấn luyện viên Badovic này, nói chung là nó cứ loạn hết cả lên. Từ khi anh Chu Đình Nghiêm đi là đúng là cái vị trí huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC chưa bao giờ là một vị trí mình nghĩ là ổn định. Ở đây bạn Thế Thục Nguyễn, còn đó là Minh Hải không phải nhà báo, nói không chính xác. Ok. Bạn thấy mình nói không chính xác gì thì bạn cứ chia sẻ cụ thể ra nhé, để biết đâu đấy mình có thể trả lời bạn được. Thật sự là với những cái thông tin như thế này, mình đã chia sẻ như thế này rồi mà các bạn còn vẫn cứ nói như này thì rất là khó. Ok, bạn Khôi Nguyên, mình sẽ block bạn Khôi Nguyên nhé các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình để mình block bạn đấy. Minh Hải ơi, Bầu Hiển đưa Lu Sao giải cứu Đà Nẵng tránh xuống hạng nhưng không được. Bầu Hiển sa thải huấn luyện viên Chu trong mùa Covid bằng một công văn qua bưu điện. 2 năm nay Hà Nội nhận trái không ngọt. Vậy là sao khi đối nhân xử thế? Thực ra thì nếu mà các bạn nói về Bầu Hiển thì khó, bởi vì là mình khẳng định luôn với các bạn là anh Chu Đình Nghiêm vẫn dành cho Bầu Hiển một cái sự tôn trọng rất là lớn. Mình nghĩ là cái vấn đề liên quan đến Chu Đình Nghiêm nghỉ nó là cái vấn đề của cấp dưới làm thôi. Chứ còn chúng ta nói thế thì rất là khó. Bạn Hà Nguyễn nói là ông Hải là chuyên gia dự báo, ha ha. Bạn Quang Xuân còn nói là Minh Hải đưa tin chuẩn mà. Thực ra thì bây giờ em cũng không có nhu cầu tự biện minh nữa, bởi vì là em đã nói trong một cái chương trình trước đây rồi. Em đã chia sẻ với mọi người cách làm việc rồi. Còn mọi người nghe thông tin mà mọi người chưa hiểu, hoặc là mọi người nghe nó không đầy đủ, mình không thể trách mọi người được. Bởi vì các bạn có thể xem một cái chương trình mà mình nói là ký hợp đồng rồi. Đó, nhưng mà về sau thì các bạn có thể là các bạn không để ý đến cái chuyện là ký hợp đồng sơ bộ. Và mình vẫn nói là cái việc là ông Mano Polking là còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Mình nghĩ là mình đã nói rất là gãy gọn rồi, nhưng có thể là nó có một cái gì đó. Đó, đây bạn Sơn Lê Văn lại nói là Minh Hải nói rất là đúng nhưng mà trình bày thì hơi vòng vo. Nói thẳng luôn là mình đã phải giải thích rất là nhiều. Theo bạn nói là nói vòng vo rất là nhiều như thế rồi, nhưng mà nhiều người ta vẫn đang hiểu sai đấy các bạn. Chứ còn nó không thì nó sẽ rất là khó. Bạn Xuân Sơn Vũ nói là Công an Hà Nội chỉ ký hợp đồng sơ bộ với Polking chứ chưa phải ký hợp đồng chính thức. Tin của anh Hải là chuẩn xác. Thực sự là nếu các bạn mà nhìn một cái câu chuyện toàn cảnh thì các bạn sẽ thấy rất là rõ về cái vị trí huấn luyện viên của Công an Hà Nội. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là có rất là nhiều các huấn luyện viên trước đó. Đấy, từ anh Foyani đến Gustavo. Đấy, và các bạn thấy là cái... trong cái khoảng thời gian đó họ đã đi tìm rất nhiều người rồi. Họ đi tìm rất là nhiều người, trong đấy có cả huấn luyện viên nội, cả huấn luyện viên ngoại, có cả thầy Park cơ mà, có cả thầy Lee này. Đó, có cả huấn luyện viên Gong Oh Kyun, có cả huấn luyện viên Mano Polking, có cả huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cho nên mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều, bởi vì một đội bóng ấy, khi họ muốn thay đổi ở cái vị trí trọng yếu là vị trí huấn luyện viên, thì các bạn phải tưởng tượng là một trong những cái điều mà bắt buộc là họ phải đưa ra tất cả những sự lựa chọn có thể. Đó, sau đó là họ sẽ tính toán, họ sẽ review xem là ai sẽ là người phù hợp. Và mình chia sẻ với các bạn những thông tin này là mình đảm bảo luôn với các bạn là nó chính xác tuyệt đối. Hôm nay mình khẳng định luôn với các bạn là những cái thông tin này là những thông tin chính xác tuyệt đối. Chứ nhiều khi mọi người, nói chung là mình cũng buồn, đưa thông tin cho mọi người xong rồi mọi người phản bác cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi, có lẽ là đây cũng là cái công việc của mình, không thể khác được. Toàn Nguyễn Minh Hải cho hỏi là Vũ Minh Tuấn đá cho đội bóng nào vậy? Vũ Minh Tuấn hiện nay đang thuộc quân số của Quy Nhơn Bình Định bạn nhá. Bá Simon có hỏi là Rimario đá nhiệt huyết, nếu Việt Nam mình có cầu thủ này ở đội tuyển thì tuyệt vời, Minh Hải thấy thế nào? Mình không bao giờ ủng hộ cái việc là chúng ta nhập quốc tịch cầu thủ để gọi lên đội tuyển quốc gia. Đấy, chúng ta sẽ chỉ mời những cầu thủ Việt kiều thôi, như thế thì nó phù hợp hơn. Đó, như thế thì nó sẽ ổn. Ok, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra ở phần sau của chương trình nhá. Mình cũng biết là mình sẽ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Cho nên là khi mình nói thì mình sẽ cố gắng nói làm sao cho nó thật là gãy gọn, nói làm sao cho nó đầy đủ. Và thôi, mình chấp nhận có những cái có nhiều bạn chưa hiểu, có nhiều bạn không hiểu, hoặc có những bạn cố tình không hiểu. Mình phải chấp nhận cái đấy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin phép là chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng. Đó là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc là do cơ địa, chúng ta nên sử dụng cái Cao Ba Long này. Nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Thứ hai nữa là khi bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về sau lớn tuổi chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi. Đó, và đặc biệt ở đây mình nói với các bạn là những người mà đang có triệu chứng như thế rồi thì nên sử dụng, vì nó sẽ giúp chúng ta làm giảm đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, làm tăng cái canxi trong xương, chứ là giảm cái nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Thứ ba nữa là các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng chậm lớn, nó phát triển bộ khung cho các con, để các con cải thiện cả thể lực lẫn thể hình, về sau to cao, đẹp trai và rất thông minh. Thứ tư là các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái thì mời các bạn sử dụng Cao Ba Long. Và các chị em mới sinh con đó, thì nhớ, bởi vì là trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất chúng ta chuyển hết sang cho con rồi. Cho nên là khi mà chúng ta mà sinh em bé xong là cơ thể nó rệu rã, nó mỏi mệt, nó uể oải lắm, nó yếu ớt mà. Vì bao nhiêu dưỡng chất cơ bản của chúng ta mất hết rồi, chúng ta chuyển hết sang cho con. Đó, chứ là chúng ta sử dụng Cao Ba Long ấy, nó sẽ giúp các chị em là chắc chắn lại, vững vàng lại và khỏe mạnh trở lại. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là dongnashop.vn. Đây là một sản phẩm cực tốt, các bạn nên sử dụng. Còn đây là đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất. Dưỡng chất này bổ nhưng không béo, cho nên nó cực kỳ là tốt cho sức khỏe. Thứ hai nữa là nó tăng cường số lượng tế bào tốt để bồi đắp vào tất cả những cơ bắp của chúng ta. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng cơ bắp của chúng ta, tất cả những bộ phận nào bị bào mòn một cách tự nhiên về tế bào, nó sẽ sinh ra tế bào ở chính khu vực đấy. Và nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương, tức là cơ thể của chúng ta khu vực nào thiếu tế bào một cách đột ngột, nó sẽ chuyển tế bào vào đó. Ví dụ như người bị khối u, ví dụ những người mà có thể là có những cái vết mổ phải phẫu thuật, thì cái đông trùng hạ thảo này cực kỳ tuyệt vời. Thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một cái vòng tròn gọi là vòng tròn miễn dịch. Mỗi một cái mắt xích tạo ra vòng tròn miễn dịch đó chính là kháng thể. Và khi các bạn mà lớn tuổi thì cái quá trình lão hóa nó khiến cho cơ thể chúng ta sẽ không sinh ra được nhiều kháng thể nữa. Cho nên là nó sẽ tác động đến cái vòng tròn miễn dịch của chúng ta sẽ bị yếu đi. Và khi cái hệ thống phòng ngự của chúng ta bị yếu đi là bệnh tật nó tấn công. Đấy là lý do vì sao càng lớn tuổi, sức đề kháng kém thì chúng ta lại càng dễ bị bệnh tật là vì thế. Thì bây giờ chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo để nó chi viện chúng ta cái kháng thể. Ví dụ như là cơ thể sinh ra được 1 triệu kháng thể thì đông trùng hạ thảo tăng cường thêm 1 triệu nữa là 2. Nó giống như cái khung thành được bảo vệ bởi 11 người, bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Các bạn thấy nó khỏe mạnh không? Đấy là lý do vì sao các bác sĩ, các chuyên gia khuyên chúng ta nên dùng. Và nhất là những người cần chế độ đặc biệt, cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, hoặc là những người bị bệnh khó chữa. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là donghashop.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Lâm Nguyễn có hỏi mình là theo Minh Hải thì ông Chu Xie sẽ chịu được đến bao giờ? Cái này thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là khó khăn. Bạn Phúc Đỗ, 2 huấn luyện viên Polking với Popop thì đối đầu với nhau coi sướng lắm nhỉ. Hai người đều theo một cái triết lý bóng đá tấn công. Và cái triết lý của hai ông khá là giống nhau. Huấn luyện viên Popop thì cái sự thể hiện ra bề ngoài của ông nó mãnh liệt hơn. Còn ông Polking thì mình thấy ông nho nhã hơn. Nhưng mà thật sự đây đều là hai ngọn núi lửa cả. Phải rồi, Minh Hải có nói là ký sơ bộ với huấn luyện viên Polking. Bạn Toàn Dương có nói là em nghĩ huấn luyện viên Filip sẽ gọi 2 tiền đạo cắm cho đội là Tiến Linh và Quang Nam. Còn anh thì sao ạ? Tiến Linh thì mình nghĩ là chắc chắn. Bình Nguyên có nói là nhiều ông nghe tin mà có hiểu gì đâu, mà chỉ biết nghe vậy xong mà có thông tin khác là không chịu nắm bắt ngay, giống ý tin đã nghe mới chịu. Bạn Thùy Linh Đỗ là bạn nào đấy? Các bạn đợi mình tí nhé, để mình đi tìm. Bây giờ chúng ta... Ok. Mình rất là mừng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bởi vì là chúng ta cần nhiều người trong cái không gian này của chúng ta. Nhưng mà mình cũng xin được chia sẻ với mọi người là mình cần những người mà thật sự là văn minh cơ. Cho nên các bạn nhìn thấy ai mà comment không tốt, các bạn nhớ báo với mình. Các bạn báo mình phát là mình cho các bạn đấy một cái lệnh ngay. Thật sự là cũng không hiểu thế nào nữa, không biết làm thế nào để cho các bạn ấy hài lòng nữa. Bạn Duy Nhân Nhất ạ, Nguyễn Duy Nhất ạ, mình cũng không biết làm nào cho bạn hài lòng. Cái thông tin nó cực kỳ mới là ông Gong chiều ngày hôm nay làm việc trực tiếp với công an Hà Nội và có thể ra làm đội luôn. Nó rất là mới. Và mình tin là cái thông tin này là cái thông tin rất là mới với mọi người. Có thể mọi người nghe thông tin đâu đó là ông Gong sẽ sang Việt Nam, thậm chí là nghe thông tin đâu đó là ông Gong tối ngày hôm qua đến Việt Nam. Nhưng cái thông tin liên quan đến sự chuẩn bị cho ông ấy thì mình tin là bây giờ là mình là người chia sẻ với các bạn đầu tiên. Và từ cuối tuần trước mình đã nói về câu chuyện liên quan đến một cái cuộc thay đổi ở thượng tầng của câu lạc bộ Công an Hà Nội rồi. Thượng tầng ở đây là thượng tầng về mặt chuyên môn. Thì mọi người nghe thì mọi người hiểu. Và ngày hôm nay mình trình bày một cách rất là rõ ràng. Bạn Nguyễn Duy Nhẫn lại nói như vậy thì mình phải bắt buộc mình phải block bạn thôi. Bạn Kim Ngân Phượng Đặng có nói là cả nhà bắt sâu hộ Minh Hải cho sạch trang. Cảm ơn mọi người. Mọi người cứ nhìn thấy ai mà nói những cái gì đó không tôn trọng mà chúng ta, không tôn trọng không gian này và có những cái tư tưởng có thể gây lây lan những cái năng lượng tiêu cực, các bạn bảo mình ngay lập tức sẽ block bạn đấy ngay. Ở đây nói thật luôn là mình không phải nói để cho các bạn vui, mà mình ở đây là mình đưa ra những thông tin nó phù hợp và nó cụ thể cho mọi người. Bạn Toàn Dương nói là anh đánh giá sao về trận BKMX Bình Dương và Quy Nhơn Bình Định. Mình không biết là bạn thấy thế nào, nhưng mà ngày hôm qua mình xem mình hơi tiếc cho Quy Nhơn Bình Định. Họ xứng đáng có ít nhất là một bàn thắng. Thật sự là ngày hôm qua là như vậy. Ok. Các bạn cứ cho mình những cái người mà có những cái comment không đúng nhá. Mình sẽ xử lý luôn. Nhưng mà thế này mà cứ đi tìm như này thì cũng mệt nhỉ. Các bạn đợi mình nhá. Bây giờ suốt ngày đi tìm các bạn đấy để block thì cũng hơi mệt. Bạn Hoàng Phi nói là làm báo như anh nói ra thì cũng khổ. Nói đúng sự thật thì bên đối diện họ lại tự ái. Chả có gì phải tự ái cả. Sáng ngày hôm nay mình có đưa một cái ảnh của mình lên để mình đi tìm hai anh quay phim biết quay và dựng để cho team Vlog Minh Hải triển khai công việc tới đây. Thì có một bạn nói là ngày hôm qua đội Hà Nội, đội bóng ruột của ông ấy thua, đội ông ấy buồn quá, ông đưa cái ảnh buồn quá lên. Mình nói chả liên quan gì cả. Cái ảnh này mình đã được anh em nó chụp cho từ rất lâu rồi. Và ngày hôm qua nếu mà ai mà xem chương trình ngày hôm qua thì các bạn phải thấy là mình rất là hồ hởi với một cái bất ngờ như vậy. Đấy, cái việc mà Hà Nội bị Hải Phòng đánh bại nó là một cái tin rất là tốt lành cho V-League. Bởi vì là như thế nó mới hay. Những đội bóng như Hà Nội mạnh như thế mà đầu tư nhiều như thế mà bị thua nó mới hay. Chứ còn nếu mà cứ toàn mạnh thắng yếu thua, tiền nhiều thắng, tiền ít thua thì xem bóng đá làm gì nữa. Bạn Trường Sơn của nó là kệ đi anh, tìm mệt và mất thời gian lắm. Nhưng mà các bạn ấy có mặt ở đây nó cũng là một cái điều mình không mong muốn. Bởi vì là rất nhiều cái mình cũng phải chấp nhận thôi, đúng không? Bây giờ cái thông tin thời sự là nó thay đổi thường xuyên. Mà những cái thông tin thời sự này nó mới là hay. Mình nói kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà nó liên quan đến thông tin thời sự nó rất sướng. Chứ còn bây giờ mà kể những câu chuyện liên quan đến anh Chu Đình Nghiêm hay là những cầu thủ, những huấn luyện viên thực sự là rất dễ đối với mình luôn. Mà nói thật là nó rất dễ hay. Đấy, nhưng mà nó lại không liên quan gì đến thời sự. Cho nên là đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người và mình mong là mọi người sẽ ủng hộ mình. Chứ nếu không thì cũng không biết thế nào thật. Bạn anh Dũng Đỗ của nó là anh Hải có phải Bầu Hiển nói câu là huấn luyện viên Hàn Quốc hay bảo thủ, mỗi khi nhắc đến huấn luyện viên người Hàn Bầu Hiển không được hài lòng phải không? Không, huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà quá là dựa vào một đội hình thì Bầu Hiển lúc đấy có trả lời phỏng vấn hình như là tờ Việt Nam Net, nếu mình không nhầm thì Bầu Hiển có nói là huấn luyện viên Park Hang-seo là hơi bảo thủ trong cái việc lựa chọn cầu thủ. Chứ còn Bầu Hiển là một người rất là tài giỏi, chứ là ông chả có lý do gì ông đi ông định kiến với một quốc gia nào đấy, trong một lĩnh vực nào đấy. Không bao giờ như thế đâu. Ở đâu cũng sẽ có người này người kia. Mình nói thật, ở đâu cũng sẽ có người này người kia. Bởi vì là ngay trong bản thân chúng ta cũng còn có tính này tính kia, có tính tốt nhưng có tính xấu. Đấy, cái chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Bạn Sơn Nguyễn có nói là thông tin của Minh Hải về thầy Công là chuẩn, không cần chỉnh rồi. Vấn đề tiền lương trước đây của ông ấy Minh Hải nói tận gan ruột mà còn có người không tin luôn, chả hiểu. Cảm ơn Minh Hải. Nó có nhiều cái thông tin, xin thưa quý vị các bạn, là có nhiều những cái thông tin mình không thể nào tiết lộ ra hết được. Đấy, nhưng mà mình khẳng định luôn với các bạn là trong cái câu chuyện mà mình đã từng chia sẻ với các bạn, Từ chuyện của huấn luyện viên Chu Sie cho đến Quang Hải, cho đến bây giờ là huấn luyện viên Gong Oh Kyun, mình đảm bảo với các bạn là những cái chi tiết mình chia sẻ với các bạn nó là chính xác tuyệt đối. Còn thôi chịu, mọi người nói sao thì mình đành chịu vậy. Tối ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến hợp đồng, nếu có, nếu như họ ký hợp đồng ngày hôm nay, mức lương đấy, và tối ngày hôm nay thì có thể là chúng ta cũng sẽ tiếp tục câu chuyện liên quan đến đội tuyển quốc gia với những nhân vật mới mà huấn luyện viên Chu Sie có thể triệu tập lên đội tuyển. Có thể là nếu như mà mọi thứ nó diễn ra một cách êm thấm mà các bạn không muốn nghe về huấn luyện viên Gong Oh Kyun nữa thì khả năng rất là cao là mình sẽ chuyển sang những cái chủ đề khác về những đội bóng khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuấn Nguyễn, mọi người like cho Minh Hải, đưa thông tin rất kịp thời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Tâm Lý Học có hỏi là, có nói là mong ông Công thành công chứ mà thua lại là được hưởng đặc sản chửi của huấn luyện viên online. Biết làm sao bây giờ, đúng không? Đó, và ngoài những chiếc áo của Vicento ra thì chúng mình vẫn chia sẻ với các bạn một sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng, vì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bạn. Đó, vì là cái liên quan đến phòng chống cháy nổ bây giờ ấy, là chúng ta phải luôn luôn có yêu cầu an toàn tuyệt đối. Và tỷ lệ của những cái cơn hỏa hoạn nó xuất phát từ cái việc chập điện nên là rất là nhiều. Thế là hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái ổ cắm Manhouse V8 nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Và các bạn yên tâm là nó chịu được tải lên đến 4000W. Nó chỉ có 10cm thôi nhưng có tận 12 cổng để chúng ta kết nối với 12 thiết bị. Ở đây chỉ có một đốt ngón tay thôi, nhưng mà các bạn thấy là có 4 cổng, có 2 cổng USB và 2 cổng Type-C. Nên các bạn cứ cắm thoải mái. Ở 4 mặt là có 8 cái ổ điện để các bạn có thể cắm vào. Như vậy là 4 + 8 là 12. Trước cửa của những cái ổ điện này, cái ổ cắm này bao giờ nó có một cái cánh cửa, và chúng ta phải cắm vào như này thì cánh cửa nó mới mở ra, cho nên rất là an toàn. Sự tinh tế và sự nghiên cứu chuẩn xác của Manhouse còn nằm ở cái đèn này. Cái đèn này sẽ báo cho các bạn biết là nó có điện hay chưa. Và thứ hai nữa là vào buổi tối, kể cả các bạn để ở góc phòng thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy và cắm 100% là chính xác, không có vấn đề gì. Cộng thêm một cái nữa là nó rất là gọn gàng. Các bạn mang đi công tác, ví dụ như mình công tác phải đi công tác xa, phải đi nhiều, chúng ta mang cái này đi là rất là đơn giản. Thứ hai nữa là chúng ta đặt lên bàn làm việc là chúng ta kết nối được tất cả các thiết bị. Tất cả các thiết bị trong tầm tay của chúng ta, và chúng ta không phải đứng dậy nữa. Nó tránh cái trường hợp là các bạn cắm 2 cái ở góc nhà, 2 cái ở bên cạnh nhà, 2 cái ở chỗ bàn làm việc. Như thế thì lúc chúng ta cần, chúng ta đi lấy đồ nó rất là khó. Số điện thoại mình để trên logo 0889 333300 và website là manhouse.vn. Các bạn mua một chiếc thì giá là 489.000 thì các bạn đã được giảm giá rồi. Nhưng nếu các bạn mua 2 chiếc thì giá còn là 968.000, nhưng các bạn được tặng một cái ví và có chữ ký của Vlog Minh Hải. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nên mua bởi vì nó sẽ rất là tốt cho gia đình. Nhà mình cũng đã thay toàn bộ bằng cái ổ Manhouse V8 này rồi. Hà Tuyên, làm báo chí thì tôn chỉ là tin tức trung thực, không đụng hàng. Nóng hổi, chính xác. Hy vọng Minh Hải đưa tin sốt dẻo, chính xác, đắt giá như tôn chỉ của một nhà báo chân chính. Cảm ơn bác Hà Tuyên rất nhiều. Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sản phẩm của Minh Hải rất tốt, nhưng điều kiện mình chưa mua được. Dạ vâng. Các bác yên tâm là đây là những cái sản phẩm rất là tốt, và giá thì bọn em đã cố gắng đưa nó xuống thấp nhất có thể rồi. Thật sự mà nói là đến bây giờ các bạn cứ hồ hởi thoải mái. Nhưng mà chiều tối ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn về cái câu chuyện điều kiện cần và đủ để huấn luyện viên Gong Oh Kyun có thể thành công được. Mình nói với các bạn là nó không hề đơn giản một tí nào đâu. Nó còn có rất nhiều những câu chuyện. Huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ gặp nhiều vấn đề ở đây đấy. Đức Nguyễn có hỏi về các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An, nên mình có trả lời với các bạn rất là nhiều lần rồi. Anh Hải giới thiệu về thủ môn của Hải Phòng đi ạ, hôm qua bắt hay quá. Riêng về Đình Triệu thì mình sẽ xuống tận Hải Phòng để mình phỏng vấn bạn đấy. Sẽ có một câu chuyện liên quan đến Đình Triệu, các bạn yên tâm, cực kỳ nhiều cái hay. Khánh Đặng, chào anh Hải, like và theo dõi anh từ lâu rồi mà chưa khi nào được anh trả lời. Anh đánh giá sao về lối chơi của Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Như Thuật đang xây dựng? Mình đánh giá là cái dòng máu trẻ nó đang hừng hực chảy trong huyết quản của đội Sông Lam Nghệ An. với rất nhiều những cầu thủ trẻ, với một huấn luyện viên trẻ, họ đang rất khát khao, có một cái khát vọng rất lớn để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Mình tin là năm nay Sông Lam Nghệ An sẽ là một cái gam màu khá là khác biệt. Họ sẽ là đội bóng trẻ nhất, nhưng mà chắc chắn với các bạn luôn là không non đâu. Họ chơi năm nay mình tin là sẽ tốt. Tất nhiên là để mà tranh cướp ở những vị trí cao thì không thể, nhưng mà vị trí xuống hạng thì chắc chắn là không thuộc về họ. Mình tin là như vậy. Bạn Tạ Văn Đức Anh có nói là những thành phần chê và nói bố láo thì kệ người ta đi Minh Hải ơi. Vì họ còn theo dõi kênh thì họ vẫn còn phải tôn trọng. Không ạ, em thì nói thật luôn là những người mà như thế là em rút thẻ đỏ luôn. Em không có order gì với cái chuyện này cả. Bởi vì nó là cái sự tôn trọng với mọi người. Và một trong những cái tiêu chí lớn nhất mà em xây dựng cộng đồng này là cộng đồng phải sạch, là phải văn minh. Các bạn có thể có quan điểm khác, các bạn có thể có những cái phản ứng như này kia, nhưng nó phải văn minh, nó phải xây dựng, chứ không phải là nhảy lên chửi dăm ba câu. Mình nói luôn là chửi ở đây thì dễ, nhưng mà ra ngoài đường chửi được một lần thôi là đi đến bệnh viện răng hàm mặt ngay, khổ lắm. Và thậm chí những người như thế mình nói là họ rất là khó để có thể thành công. Bởi vì họ manh động quá, đúng không ạ? Họ nói để thỏa mãn cái gọi là cơn tức giận hoặc là cái gì đó của họ. Mình nói luôn là đấy nó là bản năng chứ không phải bản lĩnh. Những người mà muốn có thành công thì cần có bản lĩnh, cần có trí tuệ. Chứ còn đã không có trí tuệ rồi mà còn phát ngôn một cách bản năng như thế thì rất là cực kỳ khó để có thể thành công được. Thế là những cái không gian này của chúng ta sẽ không dung nạp những người như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào tối ngày hôm nay. Và mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan đến bản hợp đồng nếu ký của huấn luyện viên Gong Oh Kyun. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt.